Good morning các bạn ơi. Chủ nhật trời mưa. Trời mưa chủ nhật. Năm nay mưa như vậy Cali mới có đủ nước xài. Tháng 12 mưa dữ lắm. Rồi tháng riêng thì nó tạnh lại được đỉnh. Bây giờ thì tháng 2 lại mưa lâm lai rai. Như có tiếng sấm sét ha. Nhưng mà nghe coi thời tiết thì ngày mai nó tạnh mưa rồi, cũng đến nỗi tệ. Mưa mà mưa cả tuần á, mình chịu không nổi đâu. Anyway, mình như mỗi ngày, mưa nắng cũng phải đi thăm mẹ già. Thôi thì mình đi đây. Thời tiết như vậy nằm ngủ nướng cũng sướng lắm, nhưng mà lúc này cái tuổi mình ngủ không có được. Mỗi ngày đêm nào mà ngủ được 5 tiếng đồng hồ là tốt rồi đó. Ngủ chừng có 4 tiếng à. Mà cứ thức đêm ngoài, thức ít nhất 2 lần trong đêm. Cho nên lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Mưa hình như đến buổi chiều luôn rồi mới tạnh lại. Mà nó mưa không có to như Việt Nam. Không có mưa như vùng nhiệt đới mà gọi là monsoon đó. Mưa to như ở nhiệt đới là ở đây chắc ngập lụt dữ á. Tại vì mấy cái đường xá đồ gì đó nó không có thiết kế cho dùng mưa phải không, cho nên nước nó thoát không kịp. Cái này giống như Sài Gòn, nhưng mà Sài Gòn thì ngày xưa là ở vùng nhiệt đới rồi, nhưng mà tại vì anyway mấy nay tin tức nóng bỏng là cái vụ mà Trung Cộng thả cái bong bóng kinh khí cầu Trung Quốc. Trung Cộng nó nói là cái đó là cái thời tiết thôi, để coi dọa do thám thời tiết thôi chứ không phải là cái gì hết. Nhưng mà quốc phòng Mỹ nó nói là cái đó là cái spy, là cái trình thám nó đi, nó có thể điều khiển chút đỉnh. Mà khi mà phát nhận ra, biết được ra được là nó nằm ở tiểu bang Montana, là cũng nằm vào trong nước Mỹ xa rồi. Mình cũng hơi ngạc nhiên là tại sao những cái phòng thủ của Mỹ và Canada không có biết được lúc nào nó bay gần tới ra biển vào trong cái vùng ranh giới của mình mà không biết được là sao. Thì mình biết là theo cái này là nó bay qua bên vô Canada trước rồi nó mới xuống dưới nước tử băng Montana. Thì khi mà biết được là hôm thứ tư thì tin tức nói là về chính trị hai bên đảng của Mỹ là cứ đổ thừa, đúng không? Nói là ông tổng thống này yếu quá, tại sao không bắn nó rớt xuống, mà trong khi đó thì ổng nói là ổng ra lệnh nhưng mà phải an toàn, phải chờ nó cái chỗ nào nó ra khỏi nước Mỹ hay gì mới bắn được. Rồi mình nghĩ tại sao họ không nhìn ra được từ lúc đầu, mà đợi nó bay tới giữa nước Mỹ rồi mới biết được, phải chờ thêm 2-3 ngày nó bay ra khỏi bờ biển rồi mới bắn rớt xuống. Nội cái nội địa của nước Mỹ không đã không ưa nhau rồi, hai bên đảng cứ đổ thừa bên này, bên này đổ thừa bên nọ, không có cũng như là kết hợp để mà chống đối, đúng không? Mấy bởi đây Nga với Trung Cộng nó khoái gì lắm, nó khoái Mỹ cứ nội gọi là nội tranh ha, tự trong nước mà chiến đấu với nhau nó vui hơn là tự tương phản nó công. Tụi Trung Cộng thì nó rất là lộng hành, đúng không? Nhất là hồi từ đó giờ cái vùng biển Đông là nó cứ nói là cái đó cả cái vùng biển Đông của nó là mình thấy vô lý rồi, phải không? Rồi bây giờ thì nó nói là cái đó là cái kinh khí dân sự không có gì cho trời để mà dọa thám bên Mỹ hết á. Rồi nó xin lỗi. Rồi xong khi đó thì Mỹ bắn xuống rồi cái nó đòi hăm dọa Mỹ, nó nói nó sẽ trả thù. Láo toét. Nó nói là tại sao mà xâm phạm quyền quốc tế, xâm phạm luật quốc tế,
không mà cho mình cho một cái kinh khí cầu vô trong một cái nước của người ta mà nó đòi rồi nó là nó Mỹ bắn súng rồi nó nói là Mỹ là xâm phạm luật, nó xâm phạm luật khi mà nó cho cái đó bay vào trong nước Mỹ, nó đi nói ngược lại, đúng là cộng sản. Mình là mình ghét nhất là cái chính quyền cộng sản Trung Quốc, chứ còn dân chúng thì mình không nói gì không, dân chúng thì bị đâu có, nhưng mà cái chính quyền đó là mình không ưa nổi. Dân Nga cũng vậy, nó dân Nga cũng rất là dễ thương, nhưng mà cái chính quyền của nó sao đó. Nhưng mà trên thế giới này chiến tranh lúc nào từ đó giờ không có nước nào mà yên với nước nào hết. Anyway, yeah, mấy này mình coi mình thấy cũng vô lý với cái tụi. Mà người ta thì bảo là cứ Trung Quốc với Mỹ quýnh nhau đi cho coi. Mình thì mình yêu cầu mong cho đừng có chiến tranh như vậy. Tại vì mình mỗi lần mà chiến tranh như vậy là khổ cho dân Á Đông lắm. Nội cái vụ mà Covid thôi là nó đổ thừa. Cái gọi là hate crime đó, kỳ thị dân Á Đông dễ sợ luôn rồi nó đánh nó. Trong khi đó một cái chiến tranh với Trung Quốc rồi là nó ngào mà nhìn người Việt Nam, người Phi, người gì đó, người Á Đông là tôi nói cái chớn có một số ít thôi, và trong khi đó một số ít nó hành động cái chuyện không quá tốt là mình thấy mệt rồi. Đa số dân Mỹ là dân người ta tốt, chỉ cần có một số thiểu số mà nó cả chớn mệt rồi đó. Nói chuyện không có làm gì. Hồi xưa ngày xưa mà cái chiến tranh với Nhật á, nó hốt hết nguyên nhân Nhật, nó đem nó vô trong trại, nó giam lại hết. Anyway, mình chỉ là không có muốn chiến tranh. Người nào mà cứ hăng hái như ta lại muốn chiến tranh, muốn đánh này muốn đánh kia, nhưng mà thật sự trong đời của người đó có bao giờ phục vụ đi lính hay là cái gì đâu, cứ ngồi đó mà vỗ tay chiến tranh nhưng mà không có làm được cái gì á, không có làm, gọi là chicken shit đó, đó là mình. Anyway, bây giờ thì coi như relationship vậy, cái như là cái sự giao hợp với Mỹ rồi Trung Cộng là hơi gây cấn một chút đỉnh. Nhưng mà Trung Cộng thế nào nó cũng kiếm chuyện nữa, nó đánh Taiwan thôi, không có gì hết. Nói là nó phải chuẩn bị đánh Taiwan trong 2027 4 năm nữa. Chiến tranh mà nói thật ra, chiến tranh mà Mỹ mà cạnh với Trung Cộng mà không có chơi bom nguyên tử là Trung Cộng là thua chắc rồi. Anyway, bình yên thế giới đi. Sao cơn mưa trời lại nén ơi. Còn nhiều mây nhưng mà tạnh mưa rồi, ít ra mặt trời cũng ló ra ngoài được. Bây giờ thì mình dẫn con đi ăn trưa, ăn về. Ngày Chủ Nhật mình cũng thư giãn thôi. Dạ, yeah, không làm gì hết. Chỉ có lông bông. Trời tạnh mưa luôn thì mình sẽ dọn dẹp cái sân, mình sẽ nướng thịt đồ chơi vui. Không biết.